Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Không biết là ngày hôm nay của quý vị đã trôi qua như thế nào? Trinh hy vọng là quý vị đã có một ngày với thật nhiều niềm vui và năng suất trong công việc quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, Trinh xin mời quý vị cùng quay trở lại với bộ truyện Phận Dâu Hào Gia của tác giả Nguyễn Hiền. Không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 4. Tỉnh dậy, Thanh Hằng thấy mình đang nằm trong phòng bệnh. Bên cạnh cô là Mạnh Quân, tay anh vẫn nắm chặt tay cô, áp lên má mình và gục đầu xuống giường cũng ngủ thiếp đi. Cô mỉm cười dùng tay còn lại vuốt tóc anh và không nỡ rút bàn tay về. Bỗng Mạnh Quân tỉnh giấc, thấy Thanh Hằng đang nhìn mình cười thì lúng túng giải thích: anh thấy em ngủ ngon quá. Anh nắm chặt tay em nên giờ nó tê cứng rồi nè, bắt đền đi. Anh bắt đền cho em. Miệng nói và tay anh đã áp bàn tay cô vào ngực mình. Thanh Hằng lấy làm lạ cười nói: anh đang làm gì vậy? Em có thấy tim anh đang đập mạnh lắm không? Đập mạnh thì sao? Em có thấy gì đâu chứ. Biết Mạnh Quân đang muốn gửi thông điệp gì tới mình, nhưng cô cố tình trêu anh, bởi lúc này mặt anh đã đỏ ửng vì không biết phải mở lời bằng cách nào khi cô đặt câu hỏi khó. Thì chỉ có tay em mới chặn được nhịp đập của tim anh mà thôi. Thật đấy. Thanh Hằng ôm bụng cười trước sự vụng về của anh. Cô nhủ thầm chàng trai trước mặt mình đang gái dở quá. Nhưng chân thật, cô cũng chỉ thích được cái vụng về chân thật của anh thôi. Cô cười hỏi tiếp: chẳng vậy rồi nó ngưng đập luôn thì sao? Mạnh Quân như cậu học trò gặp câu hỏi khó. Anh tự trách mình tại sao lại tự đưa mình vào thế bí này chứ. Bây giờ phải sao đây? Một phần cô cứ nhìn anh rồi cười, trong khi anh đang mụ đầu chưa nghĩ ra được câu trả lời nào phù hợp. Ban đầu cứ ngỡ rằng mình sẽ ở thế chủ động, ai ngờ bây giờ thậm chí đang đi vào ngõ cụt. Bí quá anh trả lời. Thế thì em lại không chặn nữa. Nếu nó ngừng đập thì em hô hấp cho nó đập lại. Anh nghĩ chỉ có em mới cứu được nó thôi. Đúng là vụng chèo khéo chóng, nhưng cũng khôn ra phết. Thấy cô đỏ mặt mắc cỡ, Mạnh Quân chuyển thế tấn công. Em phải hô hấp như thế này nè. Nói rồi anh chồm người lên định hôn cô, nhưng Thanh Hằng vội xoay người né tránh. Hơi thở của anh phả nóng vành tai làm cô xúc động. Thanh Hằng, anh thích em. Ôi trời, nếu mình không né kịp thì anh chàng đã hôn mình rồi. Bây giờ lại chỉ nói thích mình hay sao? Mới thích mà lại dám hôn con gái nhà người ta, thật là vụng về hết sức mà. Cô cứ phải nằm quay mặt chịu trận như thế mà không dám quay lại. Bởi nếu cô quay lại thì mặt cô sẽ chạm với gương mặt anh đang ghé sát và hơi thở nóng hổi đang phả nóng vành tai. Chính Mạnh Quân lúc này cũng đang rất xúc động. Tim anh đập nhanh vì hồi hộp. Đây không phải lần đầu anh gần gũi cô gái. Bởi đã có một lần anh cũng cảm mến một cô gái, nhưng ba anh phản ứng dữ dội vì chê cô ta nghèo. Bạn gái anh không chấp nhận nên bỏ anh mà ra đi. Từ đó đến nay cũng đã 3 năm rồi, anh chưa có ý nghĩ quan tâm đến cô gái khác. Nhưng không hiểu sao lần này khi ghé sát vào mặt cô mà anh lại hồi hộp và tim đập mạnh đến thế. Anh biết mình không biết dùng những lời hoa mỹ để nói với cô, mặc dù trước đó cũng đã chuẩn bị trước. Nhưng không hiểu sao khi gặp cô rồi thì những câu từ hoa mỹ đó bay đi đâu mất. Thay vào đó là một cái đầu trống rỗng. Bỗng tiếng nói của bác sĩ sau lưng làm anh giật mình, vội buông cô ra. Cô Hằng thấy khỏe chưa? Có thể về được rồi. Mẹ tôi sao rồi bác sĩ? Bà đã tỉnh, nhưng vẫn còn theo dõi, xem có bị ảnh hưởng đến não hay không. Tôi đã có thể vào thăm mẹ hay không ạ? Cái đó tùy thuộc vào sự đồng ý của bệnh nhân. Nhưng theo tôi ở giai đoạn này, nên để bệnh nhân nghỉ ngơi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ ý tứ lui ra ngoài, thấy Thanh Hằng đang muốn ngồi dậy, anh ôm cô rồi nói. Anh đỡ em ngồi nhé. Thì lợi dụng hết cỡ mà. Phải tranh thủ chứ. Cả hai cùng cười đỏ mặt. Lúc nghe tin cô cùng nhóm máu với mẹ nên truyền máu, anh nhủ rằng khi nào cô tỉnh thì hỏi xem sao. Nhưng bây giờ gặp cô rồi
và nụ cười đã nở trên môi thì dường như anh quên mất. Bây giờ trong tim họ chỉ có hình ảnh của người kia mà thôi. Anh nắm tay cô quay về phòng cấp cứu thì thấy Mạnh Hùng đang ngồi một mình nơi hành lang. Thấy hai người tay trong tay thì Mạnh Hùng đã hiểu ra tất cả. Mặc dù anh cũng thích cô, cũng muốn được có cô bên mình, nhưng cho dù bằng cách nào thì người con gái đó cũng không thuộc về mình. Biết là thế, biết cô gái ấy là do anh ba đưa về giới thiệu với gia đình, biết rằng mình đang là kẻ thứ ba xen vào mối tình của họ. Nhưng không hiểu sao tim anh lại đau thế này. Anh không thể đứng nhìn hai người họ chăm sóc cho nhau thật hạnh phúc như thế được. Mạnh Hùng bỗng đứng dậy, nói trống không, còn hai mắt ướt thì nhìn đi nơi khác. Tôi đi có chút việc. Phản ứng bất ngờ của em trai chỉ có Mạnh Quân là hiểu, còn Thanh Hằng thì vẫn vô tư, bởi cô đang vô cùng hạnh phúc. Đỡ cô ngồi xuống ghế, lúc này Mạnh Quân mới chợt nhớ ra việc truyền máu, liền hỏi cô. À, lúc anh về nhà, rồi sao mà em lại có cùng giống máu với mẹ mà truyền? Em không biết, khi anh vừa đi được một lúc, thì bác sĩ đi ra, nói người nhà làm thủ tục nhập viện cho mẹ, và mẹ bị mất nhiều máu. Trong khi đó ngân hàng máu của bệnh viện thì nhóm máu O không còn. Lúc đó em mới sực nhớ mình cũng nhóm máu O, nên nhanh chóng đi xét nghiệm và theo bác sĩ vào phòng luôn. May quá. Vậy vào đó thì em có gặp mẹ không? Không, cách nhau bằng tấm ngăn nên không thấy mẹ. Nhìn Thanh Hằng trả lời hết sức vô tư, làm anh cũng thấy yên tâm. Bỗng như nghĩ ra chuyện gì, anh quay sang nói với cô. Em ngồi nghỉ, anh đi đằng này một chút. Anh đi đâu? Cho em theo với. Mạnh Quân dường như nghĩ ra một câu trả lời nào đó nên cười lớn. Nếu anh trả lời là anh đi toilet thì em có đi không? Chỉ được cái trêu người ta không à? Hai người cùng cười. Mạnh Quân đứng dậy không đi về hướng dãy nhà toilet mà đi về phía cuối hành lang nơi có dãy phòng thí nghiệm, và khoảng 30 phút sau thì anh quay trở ra. Thật ra anh yêu cầu các bác sĩ xét nghiệm kết quả ADN giữa anh và Thanh Hằng. Sở dĩ anh làm như vậy bởi những ngày qua, sau khi gặp Thanh Hằng thì mẹ thường xúc động, nhìn ánh mắt là biết mẹ đặc biệt có cảm tình với cô ấy. Bây giờ lại thêm trường hợp cô ấy có cùng giống máu với mẹ. Vậy Thanh Hằng là ai? Liệu có liên quan gì với mẹ hay không? Anh còn nhớ, hồi nhỏ mẹ thường lén lau nước mắt và ánh mắt buồn nhìn về xa xăm như thương nhớ một ai đó. Có lần anh theo mẹ đi chùa, anh nghe rõ mẹ khấn xin thần Phật cho mẹ tìm được đứa con gái bị thất lạc. Không biết bây giờ đang ở đâu. Lần đó anh có hỏi thì mẹ từ chối không có. Chẳng qua mẹ không có con gái nên buồn và ao ước vậy thôi. Từ phòng xét nghiệm đi ra, Mạnh Quân định ghé căng tin mua cho cô tô cháo. Bỗng anh nhìn ra cổng thì thấy xe của ba anh đang chạy vào, thì vội quay lại phòng cấp cứu nơi Thanh Hằng đang ngồi. Anh không muốn cho ba biết cô vừa tiếp máu cho mẹ. Sự việc vừa rồi chính ba là người gây tai nạn cho mẹ thì không thể tha thứ. Anh chưa muốn làm lớn chuyện. Việc ba tát mẹ ngay phòng khách đã là quá lắm rồi. Nhưng lúc đó anh không chứng kiến mà chỉ nghe kể lại mà thôi. Nhưng sự việc vừa rồi, cho dù ba có nói gì đi chăng nữa thì anh cũng không chấp nhận. Ngồi một mình buồn nên Thanh Hằng gục đầu lên cánh tay để ngủ. Bất ngờ hai cánh tay nâng bổng cô lên làm giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra nhìn thì cô thấy người bế mình chính là Mạnh Quân. Cô chưa kịp hỏi tại sao lại làm thế thì bỗng thấy anh bịt miệng cô lại, ra chiều im lặng. Mạnh Quân bế cô đi rất nhanh về hướng căng tin bệnh viện. Khi đến nơi thì đáng lẽ hai người phải vào ăn uống thì anh lại kéo tay cô đi ra ngoài cổng bệnh viện. Đến lúc này thì cô không chịu được nữa mà lên tiếng. Bỏ em ra, này anh làm sao thế hả? Mạnh Quân không trả lời, cũng như không dừng lại mà vẫn tiếp tục kéo cô đi. Liếc nhanh các quán ăn phía ngoài bệnh viện thì anh dừng lại trước quán phở Hà Nội và vẫn không bỏ tay cô ra, cùng đi vào. Khi kéo ghế cho cô ngồi và mình cũng ngồi đối diện, lúc này anh mới nói với cô. Anh xin lỗi về việc làm vừa qua. Mặc dù biết anh muốn nói về vấn đề gì nhưng cô vẫn làm như không biết nên hỏi lại. Anh xin lỗi về việc gì? Mạnh Quân trả lời. Anh định ghé căng tin mua cho em tô cháo nóng để em ăn lấy lại sức. Nhưng anh nhìn thấy xe của ba anh đang đi vào nên vội kéo em ra đây. Anh không muốn gặp ba à? Không, anh chưa sẵn sàng bỏ qua với những việc mà ba đã đối xử với mẹ. Anh không muốn mang chuyện gia đình ra kể với em.
mà anh chỉ mong em biết rằng mẹ đã vì các con mà chịu đựng rất nhiều. Anh không muốn phải tiếp tục chứng kiến cảnh này thêm một lần nào nữa. Bỗng Thanh Hằng hỏi anh, có khi nào mẹ anh bị thất lạc một đứa con gái không? Mạnh Quân giật mình, chính anh cũng đang nghĩ đến điều đó, nhưng anh muốn biết tại sao Thanh Hằng lại hỏi như vậy, nên anh thắc mắc. Tại sao em lại hỏi như thế? Trước giờ anh không nghe mẹ nói gì về chuyện này. Em chỉ nghĩ vậy thôi, bởi hôm ở trung tâm thương mại, mẹ tha thiết nhận em làm con nuôi và em đã nhận lời. Thương mẹ quá. Mẹ quý em thì nhận em làm con nuôi, việc đó thì liên quan gì đến việc khẳng định mẹ có con gái bị thất lạc chứ? Thanh Hằng im lặng. Cô kịp dừng lại bởi sợ lộ ra thông tin về số tiền mà mẹ đã chuyển vào tài khoản cho cô. Từ ngày theo anh về thăm nhà theo hợp đồng, tuy với một khoảng thời gian không dài, nhưng cô thấy đã xảy ra rất nhiều chuyện, mà chủ yếu xoay quanh chuyện nợ nần tiền bạc của ông Minh. Trước tiên thì ông yêu cầu anh Quân phải lấy con gái chủ nợ. Khi kế hoạch không thành thì ông nghĩ cách bán nhà. Từ sự việc trên có thể thấy ông không hề thương các con mà chỉ chú ý đến nhu cầu và lợi ích của bản thân mình. Chính việc làm đó dẫn đến các con không còn tôn trọng ông nữa. Cô nghĩ dù sao mình cũng là người ngoài, nên trong chuyện này tốt nhất cô không nên dây dưa vào làm gì cho phức tạp. Thấy Thanh Hằng im lặng không nói gì thì Mạnh Quân lại tưởng cô giận mình nên nói tiếp. Anh biết em không vừa lòng chuyện vừa rồi, nhưng tình thế bất ngờ nên anh không kịp chờ xem em có đồng ý hay không. Em đừng giận anh nha. Giận thì có thể bỏ qua, nhưng phải phạt. Em phạt gì anh cũng chấp nhận. Thanh Hằng ôm bụng nhăn nhó. Một tô phở gà nước lèo trong, không ăn hành lá, nhanh lên. Chỉ cần nghe đến thế là Mạnh Quân vội đứng dậy, đi về phía quầy đọc lại lời cô vừa yêu cầu. Chủ quán, hai tô phở gà đặc biệt, nước lèo trong, không lấy nước béo. Không hành ngò. Thanh Hằng nghe anh kêu phở mà chỉ biết ôm bụng cười, thấy anh cứ đứng cạnh quầy mà không đi lại bàn ngồi, làm chị chủ quán thắc mắc. Chúng tôi sẽ làm đúng yêu cầu của khách, anh đi lại bàn ngồi rồi sẽ có nhân viên mang ra nhé. Nhưng Mạnh Quân vẫn không chịu, anh nói. Không sao, tôi kiểm tra xem quán làm đúng với yêu cầu chưa. Sợ anh làm khó nhân viên, Thanh Hằng liền gọi với theo. Anh à, là em nhờ tí. Vừa nghe tiếng cô thì Mạnh Quân mới chịu đi về chỗ ngồi. Vừa đến nơi anh liền hỏi cô. Em không khỏe hay sao? Cố lên, ăn xong tô phở nóng là sẽ khỏe ngay thôi. Thanh Hằng nhìn vẻ tất bật quan tâm đến cô của anh mà lòng cảm thấy rất vui. Ước gì cô luôn có anh bên cạnh. Và lần này cô không bao giờ để hạnh phúc tuột khỏi tầm tay của mình một lần nữa. Tiếng chuông điện thoại của Quân đổ liên hồi, nhưng anh vẫn chững chừng không nghe. Thanh Hằng thấy thế, liền với tay cầm điện thoại xem ai gọi, thì anh chặn lại. Em đừng nghe. Nhưng xem ai gọi chứ? Là ba gọi. Thanh Hằng quả quyết. Để em nghe, tại sao lại phải trốn tránh chứ? Chắc bà đến bệnh viện mà không thấy ai nên gọi cho anh thôi. Miệng nói, nhưng tay cô đã bấm nút nghe. Từ đầu dây bên kia, tiếng ông Minh tỏ ra sốt ruột. Alo? Con chào ba. Ai là ba của cô hả? Thằng Quân đâu? Mặc dù hơi bất ngờ về cách nói chuyện không mấy dễ nghe của ông Minh, nhưng Thanh Hằng vẫn cố gắng kiềm chế. Dạ, anh Quân đang ở đây ạ. Vậy tại sao nó không nghe mà lại là cô? Cô tưởng mình là ai hả? Kể từ ngày cô theo thằng Quân về đây, làm cái nhà này xảy ra bao nhiêu chuyện. Đồ con gái trơ trẽn, không được dạy dỗ. Đúng là cha mẹ nghèo hèn thì con cái cũng trở nên mất dạy. Nghe những lời ông Minh mỉa mai xúc phạm, mà Thanh Hằng như có tảng đá chặn ngay cổ họng. Cô không nói được lời nào mà hai hàng nước mắt cứ chảy đầm đìa khắp khuôn mặt. Quá hoảng hốt nên Mạnh Quân vội dặn lấy điện thoại để nghe xem đã xảy ra chuyện gì. Lúc này ông Minh vẫn đang chửi cô thậm tệ, dùng những từ ngữ miệt thị, khinh bỉ mà chính anh cũng không thể tin rằng nó được thốt ra từ miệng người cha của mình. Từ đầu dây bên kia, ông Minh nói một thôi một hồi nhưng không thấy cô lên tiếng, bèn quát lớn. Mày câm miệng rồi phải không? Mà không câm thì làm được gì tao chứ? Mày đừng tưởng dễ dàng mà bước được chân vào cái nhà này. Tao không hiểu mày bỏ bùa mê thuốc lú gì mà xui khiến bà Thảo chống lại tao. Mạnh Quân không thể chịu đựng được nữa, bèn quát lên. Ông nói xong chưa? Bây giờ tôi mới hiểu tại sao bạn gái trước của tôi chỉ gặp ông có một lần mà dứt khoát chia tay. Tại sao ông có thể nói những lời cay độc như thế chứ? Tại sao lại là con?
lúc đứa này, lúc đứa kia là sao? Mà ba nói không đúng hay sao? Từ ngày gặp con nhỏ này là mẹ con thay đổi hoàn toàn, dám chống lại ba, điều mà xưa nay chưa bao giờ xảy ra. Mạnh Quân vô cùng tức giận. Anh vốn thuần tính nên hay nhượng nhịn, mà còn bị nói sốc không chịu được. Nếu hôm nay người nghe cuộc điện thoại này là Mạnh Hùng thì không biết chuyện gì xảy ra. Mạnh Quân thấy đã đến lúc không thể nhượng bộ với ba được nữa. Mấy mẹ con càng nhịn không nói thì ba lại càng lớn tới. Hóa ra từ trước đến giờ mẹ luôn là người chịu đựng mà không hề nói một lời. Anh thấy mình có lỗi với mẹ và không muốn người phụ nữ của anh cũng phải chịu cảnh như này nữa. Anh nói dứt khoát với ông mình: "Nhân đây, con xin rút lại lời hứa trả nợ cho ba. Ba hãy tự lo cho bản thân mình đi." Ông mình nghe thấy thế thì hoảng sợ vô cùng, vội dĩ hòa vi quý với con trai: "Thật tình, ba cũng chưa hề nói gì, mà chẳng qua ba nói không đủ ý rồi dẫn đến hiểu nhầm thôi. Con cố gắng trả nợ giúp ba, mai mốt ba già yếu rồi cũng bàn giao công ty lại cho con." Nhưng Mạnh Quân cương quyết: "Chờ mẹ khỏe lại là con đưa mẹ lên Đà Lạt điều trị. Ba tự chăm sóc sức khỏe, và như vậy thì ba không phải lo ai tranh giành tài sản của ba." Nói xong anh cúp máy rồi đi sang ôm lấy vai của Thanh Hằng: "Anh xin lỗi, thật tình anh không ngờ ba lại có thể thốt lên những lời khó nghe như thế." Thanh Hằng vẫn im lặng. Thật tình nếu không vướng chuyện của bà Thảo đang cấp cứu thì cô muốn bay ngay về Đà Lạt và không bao giờ quay trở lại đây. Nhưng rồi cô lại nghĩ đến mẹ Thảo mà mềm lòng. Chẳng nhẽ chỉ vì ông ta mà từ bỏ hết hay sao? Bây giờ cô mới hiểu nỗi khổ của mẹ và tại sao mà mẹ lại chuyển cấp số tiền sang tài khoản của cô, trong khi cô cũng chỉ là người ngoài. Lúc cô im lặng suy nghĩ thì Mạnh Quân vẫn vô cùng lo lắng. Nhìn khuôn mặt ủ rũ của anh mà cô không khỏi nhịn cười: "Anh đang làm cái gì vậy?" Mạnh Quân thấy cô lên tiếng thì mừng rỡ: "Ôi, vậy là em không buồn nữa." "Ai nói em buồn hồi nào?" Mạnh Quân chưa kịp trả lời thì điện thoại đổ chuông. Anh nói với cô: "Là Mạnh Hùng gọi." Vừa bấm nút nghe thì tiếng Mạnh Hùng oang oang trong máy: "Anh còn ở bệnh viện không?" "Có, anh đang ra ngoài ăn. Em ăn uống gì chưa?" "Tâm trạng bực bội thế này thì ăn uống gì chứ?" "Thôi, hãy nghĩ đến mẹ mà im lặng em ạ. Ba vừa nói chuyện với anh mà dùng câu từ không thể chấp nhận được. Hèn gì mà vừa thấy em về là ổng vội ra xe đi luôn." Bỗng Mạnh Quân nghe thấy tiếng ồn đập cửa, tiếng la hét, chửi bới vang lên trong máy thì ngạc nhiên, bởi Mạnh Hùng vừa nói rằng đang ở nhà. Do Hùng không tắt điện thoại nên từ đầu dây bên này anh nghe rõ mồn một. Biết có chuyện chẳng lành, rất có thể là bà Kiều thuê giang hồ kéo đến nhà. Ai chứ với Mạnh Hùng thì rất dễ xảy ra chuyện. Anh nói với Thanh Hằng: "Em ở đây với mẹ, anh phải về nhà một lát." "Đã xảy ra chuyện gì?" "Anh không biết, nhưng rất có thể bà Kiều đã thuê giang hồ kéo đến. Hiện đây chỉ có mình Mạnh Hùng ở nhà." Cô định nói gọi ông Minh về giải quyết, nhưng lại thôi. Ai chứ với ông ta thì chỉ có biết chửi bới vợ con, chứ với người ngoài thì im như thóc. Cô nói với anh: "Anh báo công an nhanh lên." Miệng nói nhưng cô đã kéo tay anh chạy ra ngoài. Khi về đến nhà thì thấy mấy tên giang hồ bặm trợn đang đạp vào cánh cửa cổng rầm rầm, miệng la ó gọi tên ông Minh. Thanh Hằng tiến lại gần rất nhanh, làm Mạnh Quân không kịp ngăn cản lại. Cô hất hàm hỏi mấy tên thanh niên: "Các anh đang làm cái trò gì thế hả? Rồi hư cửa cổng nhà người ta thì sao?" Một tên hỏi lại: "Này con kia, bộ mày ngứa mồm hay sao mà xía vào đây, đi chỗ khác chơi." Chỉ cần có thế, Thanh Hằng hùng hổ xông vào. Người ngạc nhiên nhất chính là Mạnh Quân. Hình ảnh cô cõng mẹ từ cổng bệnh viện đi vào phòng cấp cứu, rồi cô gái yếu đuối khóc thút thít khi nghe ông Minh nói những câu từ tổn thương. Và bây giờ cô không khác gì một tay anh chị giang hồ. Lúc này Mạnh Hùng cũng từ trong nhà xông ra định mở cửa, nhưng Thanh Hằng quát lên làm anh dừng lại: "Không được mở cổng, để tôi xử lý." Mạnh Hùng vừa muốn xông ra để hỗ trợ cho cô, nhưng rất nhanh anh cũng hiểu rằng nếu cánh cửa này được mở ra thì rõ ràng mấy tên giang hồ sẽ chạy vào đập phá, và như vậy sẽ không tránh khỏi thiệt hại. Nhưng anh lại lo lắng cho cô, khi chỉ có một mình thì nhớ ra còn Mạnh Quân ở ngoài để hỗ trợ cho cô. Vì cô là phụ nữ nên bọn chúng muốn để cô ra tay trước.
Nhưng với ai chứ Thanh Hằng thì còn lại gì trò đó chứ. Lúc này bà Kiều cũng vừa đến, bà ta tiến lại phía cô gái rồi nói: Cô không liên quan gì đến chuyện giữa tôi và ông Minh thì yêu cầu tránh ra. Nhưng Thanh Hằng không thèm bận tâm đến lời bà ta nói gì, mà vẫn xông vào, chỉ vào mặt tên giang hồ mà nói: Thằng kia, quỳ xuống xin lỗi tao nhanh lên. Lúc này bà Kiều cũng xông lại kéo cô ra: Con này, mày muốn chết hay sao mà dây với tụi nó, tránh ra. Quay sang bà Kiều, Thanh Hằng trợn mắt quát: Bà kia, bà vừa nói gì, nói lại xem. Bà Kiều cũng tỏ ra đanh đá: Tao nói mày tránh ra, muốn chết hay sao mà dây với tụi nó. Bà ta nói chưa hết câu thì cô đã giơ tay giáng thẳng vào mặt bà ta một cái đau điếng. Bị bất ngờ, bà Kiều khóc rú lên rồi kêu mấy tên giang hồ: Đánh chết con nhỏ đó cho tao, mày tới số rồi. Lúc này khung cảnh thật hỗn độn, mọi người vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến một cô gái mà đánh nhau với ba thanh niên lực lưỡng. Đứng bên trong cánh cổng nhìn ra thì Mạnh Hùng đã hiểu tại sao mà cô không cho anh mở cửa. Anh không ngờ rằng Thanh Hằng có võ, việc giải quyết ba tên thật ra với cô không khó. Nhưng cô đang kéo dài thời gian chờ công an tới, bỗng một tên hô to: Công an, chạy đi. Lúc này chúng làm sao chạy cho thoát khi Thanh Hằng đã chặn đầu. Tất cả đều theo xe về đồn công an để lấy lời khai. Khi mọi người đi rồi thì Mạnh Hùng cũng nhanh chóng rời khỏi nhà, lấy cớ vào thăm bà Thảo. Chứ thực ra ông Minh đi trốn. Khi vừa nhận được dòng tin nhắn đe dọa của bà Kiều thì ông hiểu rằng bọn chúng đã bắt đầu hành động. Lúc này cả nhà đi vắng hết, chỉ còn mình ông ở nhà. Nếu lúc này mà bọn chúng kéo đến thì ông không thể nào chống đỡ nổi. May quá lúc ông định ra khỏi nhà thì Mạnh Hùng cũng vừa về tới. Nhìn vẻ mặt hầm hầm của nó, bỗng ông thấy chột dạ. Có bao giờ nó về hỏi tội ông vì gây tai nạn cho mẹ đó hay không? Thôi, tốt nhất là chuồng cho nhanh. Nhưng bây giờ đi đâu mới được chứ? Chợt nghĩ, từ khi bà Thảo đi bệnh viện cấp cứu đến nay mà ông cũng chưa hề đến thăm. Cũng nhiều lần muốn biết xem tình hình của bà ấy thế nào. Nhưng cái tôi trong ông lại cản lại. Hóa ra, ông phải xuống nước với bà ấy hay sao? Ông không có lỗi trong việc này. Ông chỉ nắm tay bà ấy, chứ không xô té hay đánh đập gì mà đổ lỗi cho ông. Ông vẫn còn nhớ khung cảnh lúc đó. Sở dĩ ông cây cứu Thanh Hằng bởi cô ta là gì chứ? Tưởng yêu thằng Quân là được làm bà chủ của cái nhà này hay sao? Hai thằng con trai cứ cuốn lên, nhưng còn cô ta nhìn ông bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Mọi chuyện quá bất ngờ. Nếu không thì cô ta cũng không yên với ông đâu. Chợt nghĩ, chỉ có đến bệnh viện lúc này là hợp lý nhất. Nếu bọn chúng có kéo đến thì ít ra cũng có các con ông đang ở đó. Chẳng nhẽ chúng bỏ mặc ba nó hay sao? Nhất là thằng Quân lại đang có tiền. Biết đâu thấy ba nó quá đau đầu rồi, đứng ra nhận trả nợ cho ba nó, có khỏe hơn không? Nhưng rồi cuộc điện thoại với cô gái đã phá vỡ tất cả. Chính ông cũng không nhớ mình đã nói với cô ta những gì, rồi cô ta nói với Mạnh Quân con ông ra sao, mà bây giờ nó sẽ không trả nợ cho ông nữa. Như chợt nhớ ra điều gì, ông lấy điện thoại ra nghe lại đoạn băng ghi âm về cuộc nói chuyện giữa hai cha con. Cũng thật tình cờ, khi ông đang thâu lời bản nhạc thì Mạnh Quân đi vào. Và như vậy, tiếng nói chuyện của hai cha con vô tình đã được ghi âm lại. Nếu như chủ nợ làm căng quá thì ông sẽ đưa cho họ nghe cuộc băng ghi âm. Rõ ràng giọng nói của Mạnh Quân nhận trả nợ thay cho cha, và như vậy ông cũng đã nhẹ đi phần nào. Đang lắng tai nghe đoạn băng, tuy có ảnh hưởng bởi bản nhạc lồng vào, nhưng tiếng của Mạnh Quân nghe rất rõ. Đúng lúc đó thì ông nhìn thấy Mạnh Hùng đang đi vào, nên ông đành tắt máy, nhủ rằng khi nào rảnh lại mang ra nghe lại. Thấy ông ngồi trước cửa phòng bệnh mà Mạnh Hùng không thèm chào, cũng như cất lời hỏi thăm về tình hình của mẹ, làm ông thêm tức tối. Nhưng vì ông cũng đang gặp nhiều chuyện đau đầu nên ông bỏ qua. Đúng lúc đó, bác sĩ từ trong phòng đi ra gọi lớn: Ai là người nhà của bệnh nhân Thanh Thảo? Có tôi. Cả hai cha con đều đứng dậy. Bác sĩ liếc nhanh ông Minh và Mạnh Hùng rồi nói: Chàng trai, đi theo tôi. Vậy là ngay cả bác sĩ cũng chẳng ai thèm đả động gì đến ông. Cái bệnh viện này đáng chê trách quá. Ông ngồi đây nãy giờ mà không gọi, đến khi thằng con đến lại gọi ngay. Ông thở dài rồi đứng dậy đi ra ngoài. Bầu trời âm u, oi bức, báo hiệu một cơn bão sắp đến. Nhìn mẹ nằm trên giường mà Mạnh Hùng không kìm nổi xúc động. Anh quỳ xuống bên giường,
ôm lấy mẹ nghẹn ngào. Tại sao mẹ không nghe lời con? Tại sao mẹ lại không thương bản thân mình chứ? Bà Thảo mắt ngấn lệ, nhìn lên trần nhà trắng toát của phòng bệnh. Bà hiểu con đang nghĩ gì. Rất nhiều lần con khuyên bà ly hôn, nhưng bà không đồng ý. Bà hiểu con trai thương mẹ, muốn giải thoát cho mẹ khỏi người chồng ích kỷ. Nhưng con đâu có hiểu được trong đầu mẹ đang nghĩ gì. Cha mẹ bỏ nhau thì dễ, nhưng các con thì sao? Cuộc đời mẹ chỉ đắm đuối vì con thôi. Hơn nữa, còn một bí mật mà mẹ phải chôn chặt trong lòng, không thể nói ra. Chỉ cần còn một hơi thở, thì nhất định mẹ cũng phải đi tìm con gái của mẹ. Bây giờ các con đã lớn, thì mẹ cũng già yếu rồi. Việc ly hôn hay không cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Trước khi đi đến quyết định, bà phải gặp Mạnh Hùng. Bởi con thường ác cảm với ba nên dẫn đến coi thường, mà đó là điều bà không hề mong muốn. Hùng à, Mạnh Hùng cúi xuống khẽ hỏi. Mẹ gọi con. Bà Thảo khẽ gật đầu, bà giọng nói yếu ớt. Con đỡ mẹ ngồi dậy. Dạ, mẹ. Cầm tay con, bà nói với con và cũng như nói với chính mình. Chắc con sẽ ngạc nhiên khi mẹ nói ra điều này. Vì ba con, sự việc xảy ra hôm đó không phải do ba đánh mẹ hay xô đẩy, mà là do mẹ trượt chân khi với lấy chứng minh nhân dân trên bàn. Mạnh Hùng lắc đầu, cắt ngang câu nói của mẹ. Trước sau gì thì mẹ cũng cứ bao che cho ba. Mẹ không nói thì con cũng biết, nhưng mẹ nên nhớ rằng việc đó giờ không còn quan trọng nữa. Vấn đề bây giờ là phải có hướng xử lý như thế nào về nợ nần, tiền bạc giữa ba với những người kia. Bà Thảo trả lời dứt khoát. Ông ấy nợ thì tự trả. Làm được, chịu được. Tốt nhất mẹ con mình không nên dây vào làm gì cho rắc rối. Cứ để xem ông sẽ xoay sở như thế nào. Con biết điều đó và cũng nghĩ như mẹ. Nhưng việc những người đó thuê giang hồ kéo đến nhà mình, con không thể tưởng tượng nổi. Bà Thảo giật mình. Con vừa nói cái gì? Giang hồ nào? Mạnh Hùng kể cho mẹ nghe về việc bà Kiều thuê giang hồ kéo đến nhà đòi nợ. Trong khi đó, ông Minh lại hèn nhát bỏ trốn. Có một điều, ông không biết trước đó, ông Minh đã dùng những lời lẽ miệt thị Thanh Hằng làm cho cô bị tổn thương, cũng như anh không muốn cho mẹ phải quá lo lắng nên dừng lại. Bà Thảo khi thấy con không nói nữa, thì lại tưởng chuyện gì, bà hỏi con. Rồi sao nữa? Tụi giang hồ kéo đến thì ba không có nhà mà chỉ có một mình con. Mạnh Hùng lắc đầu. Không có, đúng lúc đó thì anh ba và Thanh Hằng về. Rồi con đuổi chúng đi. Bỗng Mạnh Hùng không trả lời vào câu hỏi mà quay sang mẹ, nói có vẻ quan trọng. Mẹ có tin là Thanh Hằng có võ không? Ngạc nhiên thật luôn. Vì cuộc sống mà phải tự lập, đôi khi để bảo vệ bản thân mình. Nghe nói con gái học võ thì bà lại càng thương con nhiều hơn. Nếu con ở với bà thì giờ đây con đã là một tiểu thư xinh đẹp. Như cuộc đời con vất vả phải tự lập nên con cũng trở nên mạnh mẽ, bản lĩnh, cứng rắn để sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn. Mạnh Hùng vẫn tiếp tục nói về Thanh Hằng đánh nhau với ba tên giang hồ, với một vẻ ngưỡng mộ mà không biết rằng mẹ mình đã khóc từ khi nào. Bỗng anh ngước lên nhìn mẹ rồi nói. Mẹ khóc đấy à? Bà Thảo gật đầu. Thương con gái quá. Con rất thích người phụ nữ mạnh mẽ, chứ không cam chịu giống như mẹ. Tại sao lại ví với mẹ chứ? Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nên cũng tạo nên tính cách khác nhau. Bỗng Mạnh Hùng thú nhận. Con thích cô ấy. Câu nói bất ngờ của con trai, mặc dù bà cũng đã đoán trước được, nhưng này nghe con nói khiến bà không thể không bất ngờ. Cầm tay con trai, bà thông cảm. Mẹ hiểu tình cảm của con, nhưng đó chẳng qua chỉ là cảm giác khi một cô gái rất giống mẹ của mình, người mà con bị ảnh hưởng nhiều nhất. Lỗi tại mẹ khi để con phải chứng kiến những bi kịch của gia đình từ thời còn bé. Không phải, tình cảm con dành cho mẹ không giống mỗi khi con nghĩ về cô ấy. Nhưng cô ấy đã là vợ chưa cưới của anh ba con. Anh chị ấy đang rất hạnh phúc. Mạnh Hùng im lặng. Chẳng cần mẹ nói ra thì anh cũng biết điều đó. Nhưng tình yêu là một cái gì đó làm người ta không chống lại được. Tại sao anh lại không có quyền được chăm sóc người phụ nữ mà anh thích chứ? Bà Thảo nhìn con mà thương vô cùng. Con đâu biết người mà con thích lại chính là chị gái của mình.
Mạnh Hùng có cảm tình với Thanh Hằng chẳng qua bởi Thanh Hằng rất giống bà hồi trẻ. Hy vọng rằng thời gian sẽ giúp con quên đi tình cảm đầu đời, và rồi một ngày nào đó thì con sẽ hiểu. Thấy con trai cứ mãi chìm đắm trong nỗi buồn, bà nói với con mục đích muốn tách con ra khỏi luồng suy nghĩ đó. Con ra quầy, nộp tiền làm thủ tục cho mẹ ra viện nhé. Thấy mẹ nói như thế, Mạnh Hùng ái ngại. Mẹ còn yếu lắm, nên nằm lại thêm mấy ngày để bác sĩ theo dõi cho yên tâm. Mẹ khỏe, sáng nay bác sĩ cho phép rồi. Vậy để con đi làm thủ tục ra viện cho mẹ. Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, Mạnh Hùng hỏi mẹ. Rồi ba muốn vào thăm mẹ, thì mẹ có đồng ý không? Bà Thảo cười. Không đâu con, ông ấy không dễ mà hạ mình như vậy đâu. Chẳng qua chỉ là cái cớ để tránh mặt mấy người đến hỏi nợ mà thôi. Được thử xem. Nói rồi, anh bước ra ngoài. Lúc này ông Minh không còn ngồi trước cửa phòng mà bỏ đi đâu đó. Mạnh Hùng chỉ khẽ lắc đầu rồi đi về cuối dãy hành lang làm thủ tục ra viện cho mẹ. Bỗng anh nghe thấy tiếng của ba đang nói chuyện điện thoại với ai đó ở ngoài ghế đá ngay gốc cây. Có một điều là giọng của ba không buồn hay lo lắng giống như trước, mà ngược lại, bà đang cười rất thoải mái, làm anh tò mò lắng nghe. Ông yên tâm, gia đình tôi đã thống nhất hết rồi, biểu quyết 100% luôn nhé. Mạnh Hùng không hiểu bà đang nói chuyện với ai, và nói chuyện gì mà có liên quan đến gia đình lại còn biểu quyết nữa chứ, trong khi gia đình anh có hợp hành gì đâu. Chợt anh giật mình khi nhớ đến đã có lần ba anh nói sẽ bán nhà, vậy rõ ràng ba đang nói lừa người ta. Tại sao ba lại làm như thế chứ? Trong khi sổ đỏ anh vẫn đang giữ, và ba cũng biết khả năng chỉ một mình sẽ không bán được. Có bao giờ ba lại có ý định gì nữa đây? Làm xong thủ tục xuất viện, nhưng phải chờ bác sĩ, còn phải khám thêm một lần nữa. Nên Mạnh Hùng quay về phòng gặp mẹ mà tâm trạng lo lắng không yên. Đúng lúc đó thì Mạnh Quân gọi điện tới, nên anh đi ra ngoài lắng nghe. Alo, em nghe nè anh ba. Ba còn ở bệnh viện không? Dạ có, ba đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Em nói ba đến ngay đội điều tra công an thành phố nhé, anh chờ ở đây. Nói xong, Mạnh Quân cúp máy. Mạnh Hùng đi đến chỗ mà ba vừa nói chuyện điện thoại thì không thấy ông Minh đâu. Thì lấy điện thoại ra gọi, nhưng đầu dây bên kia đã tắt. Không hiểu sao anh cứ có cảm giác ba mình đang làm một việc gì đó rất mờ ám. Thứ nhất, cuộc điện thoại ba nói chuyện với một ai đó về họp gia đình. Bây giờ có việc tìm ba thì ba biến đi đâu rồi? Có bao giờ ba đã phát hiện ra anh không? Thấy con trai tay cầm hồ sơ ra viện, như khuôn mặt thì đầy tâm trạng, thì bà Thảo hiểu nhầm, tự sức khỏe của mình có vấn đề. Tình hình sức khỏe của mẹ không ổn hay sao mà nhìn mặt con khó coi thế kia? À dạ không, bác sĩ đồng ý cho mẹ ra viện rồi. Chẳng là con đang đi tìm ba. Ủa, ông về nhà rồi à? Lúc con đi làm hồ sơ ra viện cho mẹ thì con thấy ba đang nói chuyện điện thoại với một ai đó mà cười vui lắm. Bà Thảo im lặng, bà nghĩ một người như ông Minh chỉ có thể cười khi nào trong túi có đầy tiền. Vậy bây giờ ông lấy ở đâu? Hay là quyển sổ? Hồ sơ nhà đất con vẫn đang giữ đấy chứ? Dạ, con đang giữ, mẹ yên tâm. Vậy ông lấy tiền ở đâu nhỉ? Hai mẹ con suy nghĩ đủ kiểu, đặt ra nhiều tình huống nhưng vẫn không thể nào tìm ra được đáp số. Cuối cùng bà Thảo nói với con. Cũng có thể ông hỏi vay được tiền của ai đó. Nhưng tại sao bà lại nói là họp gia đình? Bà Thảo suy nghĩ, nếu họp gia đình thì chỉ có liên quan đến cái nhà. Nhưng rõ ràng trong sổ ghi hộ gia đình thì quyền lợi của các thành viên đều có, ngang nhau. Vậy thì là chuyện gì chứ? Bà chợt nhớ đến Mạnh Quân khi mang tiền vào phòng biếu cha. Có bao giờ con nói gì với ông ấy không? Bà nói với Mạnh Hùng. Con gọi điện cho anh ba, để mẹ nói chuyện. Biết mẹ cũng đang thắc mắc về nội dung cuộc nói chuyện của ba, nên Mạnh Hùng cũng không hỏi gì thêm. Khi tiếng alo của Mạnh Quân cất lên thì anh đưa điện thoại cho mẹ. Mẹ nói chuyện với anh ba đi nè. Bà Thảo cầm điện thoại nói chuyện mà nét mặt vô cùng lo lắng. Alo, mẹ nè con. Mẹ khỏe chưa hả? Giờ con với Hằng qua thăm mẹ nhé. Ừ, vậy cũng tốt. Em Hùng làm thủ tục cho mẹ ra viện rồi. Giờ bác sĩ khám lại, cho thuốc uống là về thôi. Vậy thì mừng quá, giờ con chạy qua chở mẹ về luôn. Nói xong thì Quân cúp máy, tưởng mẹ nói xong rồi nên Mạnh Hùng hỏi. Anh ba nói sao hả mẹ? Mẹ chưa hỏi, cũng chưa nói gì. Anh ba và Thanh Hằng
đang trên đường tới đây. Mẹ nghĩ chỉ thiếu anh hai con thôi, nhưng mấy mẹ con cũng nên thống nhất một số việc. Mạnh Hùng im lặng, không hiểu sao cứ hễ nhắc đến tên Thanh Hằng là tim anh lại đập mạnh. Chẳng nhẽ anh cứ phải lẩn tránh hay sao? Nếu hai người lấy nhau, như vậy lại ở chung một nhà. Rõ ràng anh không thể lẩn tránh mãi được, mà phải đương đầu vượt qua. Thật ra ông Minh chưa về nhà. Sở dĩ Mạnh Hùng không tìm thấy cha, bởi ông đã phát hiện ra bóng của anh đang đi về phía cuối hành lang, nên bám theo. Khi thấy con trai làm thủ tục cho mẹ ra viện, thì ông hiểu rằng bà Thảo đã khỏi và chuẩn bị về nhà. Bỗng ông nhìn thấy Mạnh Quân cùng cô gái Thanh Hằng cũng đang đến. Lúc đầu, ông định gặp Thanh Hằng nói chuyện, nhưng chợt nhớ đến những lời nói của mình làm cô không vừa lòng, nên lại thôi. Suy đi tính lại, ông thấy mình không sai. Ông còn lo cô ta sẽ gạt con trai, lấy hết tiền, rồi cao chạy xa bay thì nguy. Nhưng bây giờ không phải lúc. Ông phải hết sức bình tĩnh để giúp con trai nhận ra đâu là phải, đâu là trái, để mà tránh, kéo rồi tay trắng lúc nào không hay. Mạnh Quân và Thanh Hằng vào đến nơi thì không thấy Mạnh Hùng đâu, mà chỉ có ông Minh đang ngồi bên ngoài, thì anh liền hỏi: "Ba có nhận được điện thoại của con không?" Ông Minh trả lời tỉnh bơ: "Có nhận." "Tại sao ba không nghe, cũng như không đến cơ quan công an để lấy lời khai?" "Tại sao tao phải đi chứ? Ba nói ngang quá à. Bà kiều khai ba vay tiền của bà ấy mà không trả, nên công an gửi thư mời ba lên làm việc thì ba phải chấp hành chứ." Ông Minh tỏ ra tức giận quát lớn: "Tao có ăn cắp ăn trộm gì đâu mà liên quan đến công an. Nợ thì trả, chỉ đơn giản vậy thôi mà báo công an cho thêm rắc rối làm gì?" "Ba không ăn cắp ăn trộm, nhưng người ta thưa ba quỵt tiền của họ. Công an yêu cầu ba phải tường trình xem có đúng như lời bà ta nói không. Thôi, con không dây đến nữa, tùy ba." Miệng nói rồi, anh lấy từ trong túi ra giấy mời của công an đưa cho bà. Nhưng anh vô cùng ngạc nhiên khi ông vừa cầm tờ giấy, không hề xem mà ném luôn xuống đất. Thấy vậy, Mạnh Quân tỏ ra vô cùng khó chịu. Nhưng vì Thanh Hằng đang có mặt ở đây, nên anh dặn mình lại. Hơn nữa, đây đang ở bệnh viện, nên anh cũng đứng lên cầm tay Thanh Hằng, cố ý nói to để cho ba mình cùng nghe. "Mình vào với mẹ đi em." Ông Minh hừm một tiếng trong cổ họng, tỏ vẻ khó chịu. Nếu không có cô ta thì ông đã nói chuyện với con trai. Rõ ràng Mạnh Quân đã nói với ông sẽ có trách nhiệm trả số tiền đó cho bà Kiều. Vậy tại sao lại không giải quyết luôn đi mà còn mang giấy mời về đưa ông chứ? Một khi con trai đã nhận trả rồi thì đồng nghĩa với việc ông không còn trách nhiệm gì về số tiền nợ đó nữa. Hay cô ta đã xúi bẩy gì đó nên nó mới thấy. Ông không lạ gì tính con trai đã nói là làm, nhưng chắc chắn cô ta ngăn cản rồi. Với ai chứ, với ông đâu có dễ mà nghe theo như thế. Ông đâu có làm gì nên tội mà công an phải can thiệp. Việc bà Kiều đến nhà đòi nợ thì mặc kệ bà ấy, chờ mãi không thấy cũng phải về thôi. Tại sao lại báo công an chứ? Càng nghĩ, ông càng tức. Ngay cả việc vào thăm bà Thảo, tại sao bác sĩ lại ngăn không cho ông vào, nói rằng bệnh nhân không muốn gặp. Trước giờ bà ấy có bao giờ như vậy đâu. Chung quy tất cả cũng từ con bé quê mùa nghèo hèn này mà ra. Lần này nếu ông không giải quyết dứt điểm về cô ta thì cái nhà này sẽ không yên. Nhưng vì đang ở bệnh viện nên ông ráng chờ về đến nhà, nhất định sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà thì gia đình mới yên được. Không biết mấy mẹ con nói chuyện gì mà cả tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy ra. Nhiều lần ông định vào xem tình hình bà ấy như thế nào, nhưng rồi ông lại nghĩ bà ấy cũng không sao, bị chảy nhiều máu là do đập đầu vào cạnh bàn nên mới thế. Nếu hôm đó bà ấy không tỏ ra lầm lì chống đối thì đã không xảy ra chuyện. Hơn nữa, ông chỉ kéo tay bà lại không cho đi, chứ ông có đấm đá gì đâu mà nơi lỗi là do ông chứ. Bỗng cánh cửa phòng mở và Thanh Hằng cùng hai anh em đang đỡ mẹ đi ra. Nhìn bà Thảo yếu ớt, da tái xanh do mất nhiều máu, làm ông Minh xúc động. Ông vội đứng dậy, đi lại gần vợ rồi nói với các con: "Mày đưa tránh ra, để ba đỡ mẹ." Không ai nói câu nào, kể cả bà Thảo. Bỗng Mạnh Quân có điện thoại nên anh quay sang nói với Mạnh Hùng: "Em đưa mọi người về nhà nhé, anh đi có việc một chút." Nói rồi anh nháy mắt với Thanh Hằng, khi thấy cô gật đầu thì vội bước đi.
Thanh Hằng nhìn theo bóng anh đang vội đi ra cổng mà thầm nghĩ, nếu hôm nay không phải là ngày bà Thảo ra viện thì cô đã đi cùng anh, bởi cứ nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của ông Minh là cô đã hết hứng thú rồi. Nhưng trong hoàn cảnh này thì cô biết tính sao? Thôi thì theo mọi người về nhà rồi tùy cơ ứng biến. Khi xe về đến nhà thì mọi người vô cùng ngạc nhiên khi Mạnh Hùng chạy lại đỡ tay Thanh Hằng. Ông Minh thấy vậy thì phản ứng quát con trai. Mày làm sao vậy hả? Cha mẹ già đang còn đây, bộ mày không nhìn thấy hay sao? Thanh Hằng nhanh trí rút tay mình ra khỏi tay Mạnh Hùng. Cô không nói gì mà đưa giỏ sách cho anh rồi cúi đầu lễ phép chào bà Thảo. Con xin phép về khách sạn để thu xếp ra sân bay cho kịp chuyến bay về Đà Lạt. Mẹ giữ sức khỏe ạ. Tình huống quá bất ngờ. Rõ ràng lúc ngồi trong phòng ở bệnh viện, cô đâu có nói phải bay về gấp. Có bao giờ vì lời nói của ông Minh mà thay đổi ý định hay không? Bà lên tiếng. Con ở lại đây mấy ngày, chờ mẹ khỏe rồi đi Đà Lạt với con luôn. Mẹ cũng mệt mỏi lắm rồi, muốn được nghỉ ngơi. Mạnh Hùng nhân cơ hội này lên tiếng. Hằng, ráng ở lại chơi nha. Anh sẽ nhận nhiệm vụ đưa em đi chơi. Rồi vài bữa, em lại chịu trách nhiệm làm hướng dẫn viên ở Đà Lạt cho anh và mẹ. Thấy Mạnh Hùng như cố tình không đã động gì đến Mạnh Quân, thì bà Thảo định lên tiếng, nhưng bà chưa kịp nói, thì ông Minh đã cắt ngang. Cô bận thì cứ đi, nhà này cũng đông người nên đừng lo. Thanh Hằng không thèm nhìn vào mặt ông Minh, mà cô cầm tay bà Thảo rồi trả lời. Con có việc, cần giải quyết nên bay trước, có gì anh Hùng sẽ lo cho mẹ. Bà Thảo buồn rầu nhìn con gái, bà biết lý do tại sao mà nó không muốn ở cái nhà này. Chắc chắn điều đó chính là sự có mặt của ông Minh. Bà thầm nghĩ, rồi một ngày nào đó, khi ông ấy biết được rằng mình có một đứa con gái mà mình đã đối xử với nó như thế nào, thì chắc chắn ông ấy sẽ vô cùng hối hận. E rằng lúc đó thì cũng muộn rồi. Người lo lắng nhất lúc này chính là Mạnh Hùng. Bản thân anh thì không sao, nhưng còn mẹ, nếu bọn giang hồ lại kéo đến thì anh biết đối phó như thế nào. Khi ra đến cổng thì bỗng Thanh Hằng đứng lại như chờ đợi. Cô ghé nói nhỏ gì đó vào tai anh, và chẳng hiểu cô nói gì mà chỉ thấy nét mặt Mạnh Hùng như tươi hơn, giảm đi phần lo lắng. Làm sao cô có thể yên tâm quay trở về Đà Lạt khi tình hình an toàn của mẹ con Thảo còn chưa đảm bảo? Nhưng nhìn vẻ mặt của ông Minh thì cô lại muốn được chứng kiến khi cô đi rồi mà tụi nó kéo đến xem ông ta sẽ xử sự như thế nào. Nhìn vẻ mặt buồn của hai mẹ con mà ông Minh lấy làm vừa lòng. Phải tìm cách nào để tách cô ra khỏi Mạnh Quân thì ông mới yên tâm được. Lẳng lặng đi về phòng, ông ngả lưng, có vẻ mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bị bắt lên cơ quan điều tra để lấy lời khai làm bà Kiều cay cú lắm. Rõ ràng bà đang là chủ nợ kia mà. Tại sao ông Minh lại không lên lấy lời khai mà công an cũng không làm gì được? Hay do nhà ông ta nhiều tiền nên thông đồng rồi đối xử với bà như vậy? Lấy điện thoại gọi thì ông ta chặn số là bà càng thêm tức tối. Gọi hai thằng giang hồ đi kèm với mình. Nhưng lần này bà rút kinh nghiệm không làm ồn ào, gây mất an ninh trật tự để bị phạt như lần trước. Bà Kiều lượn qua, vòng lại mấy lần. Khi thấy xe của ông Minh đang ở nhà thì mới vẫy hai tên đệ tử chuẩn bị chờ tới, chờ cơ hội đi vào. Mạnh Quân sau khi xong công việc thì trở về nhà. Nhưng khi xe của anh vừa chạy vào bên trong thì bên kia đường bà Kiều cùng hai thanh niên cũng rất nhanh đi vào. Tuy hơi bất ngờ nhưng Mạnh Quân hiểu rằng mọi chuyện không đơn giản là chỉ đến chơi. Anh cúi chào bà ta rồi mời mấy người vào phòng khách để anh lên phòng gọi ba. Đang thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Ông Minh tỏ ra bực mình quát lên. Ai đấy? Để ba ngủ không được làm phiền nghe không? Ba xuống nhà có khách đang chờ, hay con dẫn họ lên đây nhé. Mạnh Quân nói xong thì bước đi nhanh sang phòng mẹ. Đang buồn ngủ, như khi nghe hai chữ có khách thì ông Minh tỉnh ngủ hẳn. Ông vội vàng chạy ra ngoài định mở cửa, nhưng lại chợt nhớ Mạnh Quân nói nếu ông không xuống thì anh sẽ để họ lên phòng. Không biết ai đến nhưng khả năng là bà Kiều. Không dám mở cửa mà ông gọi thì Mạnh Quân không trả lời. Từ trong phòng ông lấy điện thoại gọi cho hết người này đến người khác đều không được. Từng tiếng động bên ngoài cũng đều làm ông lo lắng.
có bao giờ vì chờ lâu quá mà bà ta kéo lên phòng ông không? Rõ ràng lúc ông đi nghỉ thì Mạnh Hùng cũng đang ở nhà. Bây giờ lại thêm Mạnh Quân cũng vừa về, thì tại sao nhà lại im ắng thế cơ chứ? Ông bỗng cảm thấy giận. Mình mang tiếng có mấy thằng con trai nhưng hoàn toàn vô dụng. Chẳng nhẽ trước một bà đàn bà mà cũng không bảo vệ được cha mình hay sao? Tiếng mở khóa cửa làm ông Minh hoảng hốt, bởi ông hiểu rằng người mở cửa chỉ có thể là bà Thảo. Ông vội vàng đi ra, nép sau cánh cửa, thì thấy chỉ có mình bà Thảo bước vào nên mới đi ra. Còn buông lời trách: tại sao bà lại mở cửa phòng? Bà Thảo không tin rằng người đứng trước mặt mình lại chính là ông chồng xưa nay thường tinh tướng quát tháo vợ con. Bà cười mỉa mai: ủa, ông sao vậy? Tại sao nay lại rụt đầu như con rùa thế hả? Bà nói ai là con rùa, coi chừng tôi nghe. Không phải con rùa thì xuống phòng khách tiếp chủ nợ đi chứ, tại sao lại trốn ở đây? Tôi trốn hồi nào? Bà đừng có gấp lửa bỏ tay người mà mang nghiệp ác. Vậy tại sao ông không xuống tiếp khách? Hay để tôi mời bà ta lên đây gặp ông nghe. Ông Minh tái mặt. Ông thật tình không biết phải giải quyết như thế nào nếu như giáp mặt với bà Kiều. Ông hỏi vợ: Mạnh Quân đi đâu rồi? Ông hỏi nó mà làm gì? Ông đã từng đuổi bạn gái của nó nên hai đứa bay về Đà Lạt rồi. Không còn cách nào khác, ông quay sang năn nỉ vợ: Tôi không thích gặp bà ta. Bà xuống nói vài câu giúp tôi cho bà ta về đi được không? Bà Thảo cười. Bà không lạ gì cái trò này, bởi mỗi khi gặp khó khăn là ông ta lại đổ lên đầu bà. Nếu lần này bà xuống gặp và xin khất nợ thì vô tình bà lại là người đứng ra nhận nợ thay cho ông ta. Nhìn cái bản mặt lầm lì vô cảm mà bà chỉ biết lắc đầu rồi đứng dậy đi ra, tưởng bà nghe lời và xuống nhận nợ thay mình, ông Minh cười thầm tỏ ra đắc thắng. Nhưng không ngờ khi bà Thảo đi ra đến cửa thì gọi điện cho Mạnh Hùng: Con nói với bà Kiều là ba không khỏe nên bà ấy thông cảm mà lên phòng gặp ba nhé. Mẹ đã mở sẵn cửa nên bà ấy cứ tự nhiên. Bà Thảo nói đến đâu thì trong phòng ông Minh vã mồ hôi đến đó. Ông tưởng bà đứng ra gánh nợ cho ông, ai ngờ lại tiếp giáp cho giặc. Ông hừ một tiếng trong cổ họng rồi bước nhanh ra ngoài. Ông quên quay lại, bắn ánh nhìn hình viên đạn về phía bà vợ dám chống đối lại mình. Cứ ngỡ bà ta chỉ đi có một mình, nhưng không ngờ cùng đi với bà Kiều là hai tên giang hồ bặm trợn. Ngồi trong phòng khách có nắng đâu mà hắn cũng mang kính mát to bản. Chính vì thế mà ông không biết được ánh mắt của hắn đang nhìn mình hay không. Vừa nhìn thấy ông Minh đi xuống thì Mạnh Hùng cũng đứng dậy định đi vào, thì ông Minh vội ngăn lại: Con đi đâu đây? Ngồi đây với ba. Con lên phòng cho mẹ uống thuốc. Mạnh Hùng đứng dậy đi nhanh lên lầu, nhưng nghe theo sự phân công của Thanh Hằng thì anh có nhiệm vụ chốt chặn ngay phía trên cầu thang với vũ khí là thanh gỗ dài 50cm. Nếu mấy tên giang hồ lâm le tiến lên trên thì anh cứ thế mà vụt. Chắc chắn không ai dám vượt qua cửa ải cầu thang nhỏ hẹp với một cây gậy hung dữ của Mạnh Hùng được. Mạnh Quân được giao nhiệm vụ chốt chặn ngay ngoài cửa và ghi lại những hình ảnh hành vi xâm nhập gia cư bất hợp pháp của nhóm bà Kiều, còn tất cả là nhiệm vụ của cô. Tuy nhiên, có một điều là khi nào mấy tên giang hồ ra tay trước thì mới được tự vệ. Cho dù họ có chửi mắng, xúc phạm ông Minh thì cũng vẫn án binh bất động. Có gì, cô sẽ tiến hành phương án 2. Khi còn lại một mình thì ông Minh bắt đầu hoảng sợ. Thật tình sau sự việc cái sổ đỏ thì ông không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt bà ấy nữa. Bây giờ, ông có nói gì đi chăng nữa thì cũng vô ích mà thôi. Bỗng một trong hai tên đập bàn cái rầm, đồng thời quát lớn làm ông giật bắn mình: Dạ dạ, không vào lấy tiền ra trả, còn ngồi ở đó hả? Tụi này đâu có rảnh để đến đây chơi. Ông Minh nhìn bà Kiều lắp bắp: Tôi xin lỗi chị về việc hôm nọ, con trai tôi đang thu xếp tiền để gửi chị, mong chị cho tôi thời gian. Không nói nhiều, bây giờ bà Kiều đã giao cho tụi này rồi, mà một khi đã đến đây thì lấy được tiền mới về. Ngồi nấp trên cầu thang, nghe cái giọng mất dạy và bản mặt trơ trẽn của thằng giang hồ mà Mạnh Hùng chỉ muốn đấm vỡ mặt hắn ra cho hả giận. Nhưng kế hoạch đã đưa ra rồi thì anh phải thực hiện và chấp nhận ngồi im.
dưới phòng khách, ông Minh vẫn cố gắng xin gia hạn thêm thời gian trả nợ. Thằng Quân con tôi đã hứa sẽ thu xếp tiền trả nợ cho chị. Lần này là chắc chắn mà. Tiếng bà Kiều có vẻ tội nghiệp. Mong anh hai thông cảm. Anh nợ tôi á, thì tôi lại nợ mấy chú đây. Vấn đề là các chú ấy có đồng ý cho anh thêm thời gian hay không thì tôi không có quyền. Rồi bà ta quay sang hai tên giang hồ làm bộ năn nỉ. Thôi thì ông hai cũng đã có lợi khất rồi, mong hai cậu thông cảm. Không ngờ hắn quay sang nhìn bà Kiều rít lên. Bà im đi, lo mà trả tiền cho tôi, đừng có xía vào. Bà Kiều nhìn ông Minh khổ sở. Tôi cũng khổ lắm chứ có sung sướng gì đâu. Thôi thì trước sau cũng phải trả, anh cố gắng thu xếp trả cho các cậu ấy. Tôi không có tiền thì mới phải năn nỉ xin chỉ cho thêm thời gian để thu xếp. Tên giang hồ đứng dậy, đi đi lại lại nhìn khắp nhà, rồi lại nhìn ra ngoài sân nơi ba chiếc ô tô của ba cha con đang đậu ở đó, có vẻ thèm thuồng. Bỗng hắn quay lại chỉ vào mặt ông rồi quát. Ông nói một mà không nghĩ hai, không có tiền thì có đồ. Tôi nghĩ ba chiếc ô tô kia có lẽ cũng gần đủ rồi đó. Các chú thông cảm, xe các cháu còn là phương tiện đi làm. Đờ mờ, cha già coi chừng nha. Khi tôi còn tôn trọng thì ông cũng nên biết điều. Đừng có để cho thằng này nổi điên. Thì kể cả cái nhà này cũng sang bằng thành bình địa trong 30 phút. Nghe hắn nói đến đây thì Mạnh Hùng đã hiểu tại sao Thanh Hằng yêu cầu mấy anh em phải án binh bất động. Như vậy là đã rõ, bọn chúng cố tình vào nhà để siết nợ. Vừa rồi chẳng qua chúng đưa đẩy diễn tuồng cho ông Minh sợ mà thôi. Như vậy chúng đã nhắm vào ba chiếc ô tô nên ba người đi tay không đến đây. Anh cười khẩy, thầm nghĩ bọn chúng tưởng lái được chiếc ô tô ra khỏi nhà là dễ vậy hay sao? Nhưng nếu ông Minh vì bị ép mà đồng ý giao xe thì sao nhỉ? Rõ ràng ba phải lên phòng lấy giấy tờ xe giao cho chúng. Việc này nằm ngoài kịch bản thì anh phải làm gì? Bỗng anh nhìn thấy mẹ từ trong phòng ba đi ra thì anh hiểu rằng giấy tờ xe đã trong tay mẹ rồi. Nhưng tại sao mẹ lại biết bọn chúng muốn lấy xe mà cất giấy tờ chứ? Trong khi phòng mẹ cách xa, không thể nghe mọi người dưới phòng khách nói chuyện gì. Rõ ràng chuyện này là Thanh Hằng. Vậy giờ cô ấy đang ở đâu? Ngay trong căn nhà này thì chỗ nào? Mạnh Hùng càng nghĩ về cô gái thì lại càng cười. Không hiểu sao, cho dù đang tức giận đi chăng nữa, mà nghĩ đến cô ấy là mọi bực dọc đều tan biến hết. Đúng như anh dự đoán, ông Minh buồn rầu đứng dậy, đi lên phòng lấy giấy tờ và chìa khóa xe giao cho hai tên giang hồ. Vừa thấy ba đi về phía cầu thang thì Mạnh Hùng vội lẻn nhanh vào phòng. Sau một hồi lục lọi, tìm giấy tờ mà không thấy thì ông đi sang phòng bà Thảo, cất tiếng hỏi. Ủa, cái bóp và chùm chìa khóa xe của tôi để trên bàn, bà có lấy không? Bà Thảo cười mỉa mai. Ông hỏi gì ngộ ghê á. Cái nhà này, ông là to nhất, vậy ai dám đụng vào đồ của ông chứ? Bị mỉa mai, ông Minh giận lắm. Nhưng trong hoàn cảnh này, buộc ông phải kìm nén cơn giận cho được việc. Ông hạ giọng nói với vợ. Giờ, già lú lẫn thật rồi. Tôi để cái bóp và chùm chìa khóa ở đâu mà giờ không nhớ. Bà có thấy á thì cho tôi xin. Được, để tôi tìm. Nhưng ông cần giấy tờ và chìa khóa xe để làm gì? Bộ định đi đâu hay sao? Không còn cách nào khác, ông Minh đành nói sự thật về việc giao chiếc xe cho bà Kiều để trừ nợ. Nghe xong bà Thảo chỉ cười. Thấy vậy ông hỏi. Tại sao bà lại cười? Hay là bà đưa cho tôi số tiền kia thì tôi còn xe mà đi? Giờ đi làm bằng taxi thật chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa. Tôi cười vì tôi ngu, mang tiếng lấy chồng hào cha. Nhưng thật sự là nhà tù, cứ tưởng ông tài giỏi, làm ăn phát đạt, để về già không phải lo, nên tin tưởng mà đưa đến đồng bạc cuối cùng. Để rồi vỡ nợ đến mức người ta tìm đến tận nhà siết nợ thế này thì thật là nhục nhã quá. Vậy bà đưa số tiền kia cho tôi trả cho người ta. Bà Thảo trợn mắt rít lên. Giờ này mà ông còn mở miệng ra hỏi tiền được hay sao? Tiền nào? Tôi không có tiền, chứ nếu có thì cũng không bao giờ đưa cho ông. Nghe bên phòng mẹ lớn tiếng, Mạnh Hùng vội chạy sang thì thấy mẹ đang khóc.
Còn ông Minh thì lần đầu tiên phải chịu nhục nhã trước vợ mà không biết phải giải thích thế nào. Trên này thì bà Thảo la hét, dưới nhà thì côn đồ đòi nợ. Ông thực sự muốn điên và hoàn toàn bế tắc. Ông không thể ngờ rằng cuộc đời mình lại có lúc nhục nhã như thế này. Sau khi nghe mẹ nói việc ba định gạt cái xe cho bà Kiều để trừ nợ thì không ngờ Mạnh Hùng lại ủng hộ. Con đồng ý, nhưng phải đúng giá thị trường. Vậy ba nợ bà ta bao nhiêu? Bà ta nói là 3 tỷ đồng. Cái gì? Ba vay làm gì mà 3 tỷ đồng? Với số tiền lớn này thì rõ ràng không thể là tiền mặt. Còn nếu chuyển khoản thì phải có hồ sơ giao dịch tại ngân hàng. Ba cũng không biết. Bà Thảo lắc đầu ngao ngán. Ông ta chẳng được tích sự gì, chẳng qua chỉ khỏe về nhà bắt nạt vợ con mà thôi. Bà nói với con trai: con xuống nói mẹ đồng ý lấy xe đi, nhưng với điều kiện thôi lại 3 tỷ. Bà vừa nói cái gì vậy hả? Tôi nói không đúng hay sao? Số tiền vay mà ông còn không biết, vậy giá trị chiếc xe này phải do mình quyết định. Nếu bà ấy không đồng ý thì có thể kiện ra tòa. Bà nói gì thế hả? Có 3 tỷ mà bôi mặt ra tòa, còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa chứ? Quay sang Mạnh Hùng, bà nói với con, nhưng cũng cố ý nói cho ông Minh nghe. Vẫn còn sĩ diện lắm, con xuống nhà giải quyết dứt điểm cho mẹ. Dạ. Dưới nhà, bà Kiều và hai tên giang hồ cứ đi tới đi đuôi, tỏ vẻ sốt ruột. Vừa nhìn thấy ông Minh, một tên hét lên: ông làm gì vậy hả? Nhưng Mạnh Hùng trả lời: tôi đồng ý cho ba tôi bán xe cho các anh, nhưng bây giờ bà Kiều cho tôi xem giấy nợ, sau đó chúng ta bàn đến việc chuyển nhượng xe. Bà Kiều nhìn hai tên giang hồ như muốn hỏi ý kiến và nhận được cái gật đầu. Lúc sau bà ta lấy từ trong giỏ sách ra một tờ giấy A4 gấp từ. Không cần xem thì ai cũng hiểu, đó là bản photo. Chẳng cần xem thì Mạnh Hùng cũng nhận ra chữ ký của ba mình. Đặt tờ giấy lên bàn, anh bắt đầu nói: theo như nội dung tờ giấy thì ba tôi vay của bà 3 tỷ. Nhưng ba tôi nói chỉ vay 500 triệu. Việc này chúng ta truy tìm xem ba tôi vay làm gì. Vay tiền, còn bày đặt lý luận. Vay là vay, và bây giờ phải trả. Không nói dài dòng nữa. Ý anh là mua chiếc xe của ba tôi đúng không? Nói thẳng ra, không mua bán gì hết, mà là siết nợ. Nếu anh nói siết nợ, vậy số tiền ba tôi vay chỉ có 500 triệu, không hơn không kém. Bà Kiều nghe thấy thế thì nhảy cẩn lên không chịu. Bà ta cho rằng ông Minh vay số tiền 3 tỷ và viết giấy nợ sau khi nhận đủ tiền. Chờ bà ta nói xong, Mạnh Hùng hỏi: tôi tin lời bà nói. Vậy hôm đó bà chuyển khoản buổi sáng hay chiều? Buổi sáng. Vâng, cứ tạm xem là như vậy. Bây giờ chúng ta bàn về giá chiếc xe. Còn mẫu mã chất lượng thì các anh đây cũng xem kỹ lắm rồi. Dài dòng quá, nói lẽ ra đi. Mạnh Hùng cười: tôi cũng muốn nhanh gọn, đỡ mất thời gian của các anh. Bây giờ ý tôi thế này, sau khi trừ hết nợ thì bà Kiều bù thêm 3 tỷ nữa là xong, tiền mặt hay chuyển khoản cũng được. Cái gì? Đừng giỡn mặt nghe mày. Tôi đang nói sự thật, nếu bà chấp nhận thì chúng ta bàn tiếp, còn không thì thôi. Mạnh Hùng chưa nói hết câu thì một quả đấm từ tên giang hồ lao tới. Bóng từ đâu chỉ giúp việc với cây chổi cũng nhanh như cắt, quật ngang ống chân làm hắn đau điếng quay lại. Có một điều chỉ giúp việc không tiếp tục đánh nhau với tên vừa bị thương, mà cũng cây chổi đó chỉ phóng theo tên thứ hai đang tìm cách chuột ra ngoài. Tất cả xảy ra rất nhanh mà ai cũng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi bắt tên thứ hai quay vào thì Mạnh Hùng cũng đã khống chế tên thứ nhất. Lúc này bà Thảo mời công an phường cũng vừa đến, cũng là lúc chỉ giúp việc tháo khăn quấn đầu xuống, thì ai cũng ồ lên kinh ngạc khi nhận ra người đó chính là Thanh Hằng. Vừa nhìn thấy cô thì ông Minh sa sầm nét mặt, nhưng vì có mặt bà Thảo và Mạnh Hùng nên ông đành im lặng. Ông vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh cô gái trong vai người giúp việc đã khống chế tên giang hồ, nhưng dù sao ông cũng còn sĩ diện, bởi trước đó ông đã có những lời nói không hay. Vừa nhìn thấy công an phường đến, bà Kiều định chuồn, nhưng Thanh Hằng đã chặn ngay cửa, chỉ thẳng vào tay giang hồ, cô quát: mày đã lấy những gì của nhà chủ thì đưa ra đây. Mọi người vô cùng ngạc nhiên khi đang nói chuyện tiền bạc giữa ông Minh và bà Kiều thì cô lại nói giống như tên kia ăn trộm vậy. Bà Kiều thấy thế thì nhảy lên tru tréo: này cô kia, có im đi không hả? Chính bà đã thông đồng với hắn ăn cắp cặp chim hạt quý bằng vàng nhà chủ. Bà không biết xấu hổ còn to miệng hay sao? Lúc này mọi người cùng ngước lên nhìn kệ thờ thì vô cùng ngạc nhiên. Cặp chim hạt bằng vàng
đã không cánh mà bay. Lúc này bà Thảo chỉ thẳng tay vào mặt bà Kiều, tỏ ra tức giận. Trong mặt cũng không đến nỗi nào mà lại đi ăn cắp chứ. Bà đừng có nói tầm bậy nghe không, tôi lấy hồi nào. Thanh Hằng tiến lại gần tên giang hồ đang cố gắng tìm cách bỏ cặp chim hạt ra khỏi túi. Khi đến trước mặt hắn, cô gằn giọng, lấy đồ trong túi ra. Biết không thể chối tội được, hắn quay sang nói với công an, Là bà ta lấy rồi bỏ vào túi tôi. Bà Kiều bị bất ngờ. Bà không thể hiểu tại sao ngay chính cái đứa mà bà bỏ tiền ra thuê lại phản bội bà. Cuộc đời là vậy, đôi khi những sự việc ngay trước mắt phản ta mà ta không thể nào biết được. Tình thế bỗng xoay chiều khi bà thuê giang hồ đến đòi nợ. Ai ngờ bây giờ bà lại là kẻ phạm tội. Biết trả lời sao đây? Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 4 bộ truyện Phần Dâu Hào Gia của tác giả Nguyễn Hiền. Những tình tiết của tập 4 quý vị cảm thấy như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là tác giả Nguyễn Hiền được biết cùng với quý vị nhé. Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 5 vào ngày mai quý vị nhé.